Giải lần này thì anh có cảm nghĩ thế nào về thành tích này của đội bóng? Trước khi vào giải thì cùng với chung kết thì ban huấn luyện và thầy trò chúng tôi đã xác nhận là chắc chắn thành tuần được có khi vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 2-0 tiếp đá với An Giang, thì thầy trò chúng tôi đã quyết tâm, có nghĩa là phải giành ít nhất nếu không thắng được An Giang thì phải có một điểm để làm cái tiền đề để đạt thành cuối cùng với người theo. Nhưng mà hôm nay thì học trò của tôi đã làm hơn những điều tôi mong muốn, thế là đã giành chiến thắng. Vẫn tiếp tục là cầu thủ Trần Mạnh Quỳnh đã có bàn thắng thứ ba ở giải đấu này và đóng lên bằng cái thành tích của tiền đạo bên phía đội VFF, thì anh có thể đánh giá như thế nào về cái cầu thủ được coi như là thần tài của đội bóng? Thì với Quỳnh có tổ chất, có nghĩa là cùng cầu thủ tiền đạo đấy, có cơ hội thì em có tận dụng những cơ hội mà đồng đội tạo ra, thì một trong những cầu thủ mà nhân tố quan trọng hàng tiền đạo. Xong bỏ mình còn bình tiếp tất cả các thầy bóng này, tất cả các con cố gắng những cái như thầy trò mình đã tập luyện này. Nếu giả sử như Hoàng Anh Gia Lai và Viettel hai đội hòa thì chúng tôi cảm xúc, còn nếu giả sử như tất cả bóng đá thì đều có thể xảy ra. Bây giờ mình có lợi thế là mình thắng hai trận thôi, nhưng trước thì sau trận đấu của Viettel và Hoàng Anh Gia Lai kết thúc thì lúc đó mới biết chắc chắn mình là đầu tiên vào bảng xếp hay chưa. Còn vào thì chúng tôi phải xác định là từng trận một cho đi đến đâu thì mình tiếp tục đường dài. Cái lịch thi đấu của giải thì khá là dày, 2 ngày một trận. Với thời tiết nắng nóng này, không biết anh đã điều chỉnh sinh hoạt và chế độ của các cầu thủ như nào để có thể sung sức như vậy? Cầu thủ trẻ thì khi đấu với mật độ cơ thể là dày, cách ngày đá một trận thì đó là một trong những cái mà bào mòn thể lực của các cầu thủ. Hai là thời tiết nắng nóng thì không phải là bây giờ, mà cái công tác chuẩn bị của chúng tôi lúc tập huấn khoảng hơn một tháng rồi, thì cái thời điểm đấy, cái thời điểm tập tích lũy thể lực cho cầu thủ để cho vào giải, không có thời gian để mình nâng thể lực nữa, mà là cái thời gian cách khoảng nghỉ một ngày đấy thì đấy là một thời gian để hồi phục tốt nhất để cho cầu thủ có cái khoảng nghỉ tốt và hồi phục tốt để cầu thủ có sung sức để đá tiếp nữa.